ống tiêm. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách tiêm insulin bằng ống tiêm. Vui lòng xem toàn bộ video trước khi tiêm insulin. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể đề nghị bạn tiêm insulin bằng ống tiêm để giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu. Tiêm insulin bằng ống tiêm bao gồm việc chọn vị trí tiêm, chuẩn bị ống tiêm và insulin, sau đó tiêm insulin vào cơ thể của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ cho bạn biết loại insulin bạn cần, cũng như thời gian và liều lượng bạn cần tiêm. Bạn sẽ cần khăn lau tẩm cồn, lọ insulin, một ống tiêm mới cho mỗi lần tiêm và một hộp đựng vật sắc nhọn để vứt bỏ những ống tiêm đã sử dụng. Một ống tiêm dùng một lần có các bộ phận sau: một thùng, một piston, một nắp kim và một kim. Lựa chọn vị trí tiêm. Trước khi tiêm insulin, hãy chọn vị trí tiêm trên cơ thể bạn. Các vùng được tiêm insulin bao gồm bụng hoặc bụng, đùi, mặt sau của bắp tay và mông. Khi chọn vị trí tiêm, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một vị trí khác nhau mỗi lần bạn tiêm cho mình, để cách xa điểm tiêm cuối cùng ít nhất 1 inch. Tiêm insulin cách rốn ít nhất 2 inch và chọn một vị trí cách vết sẹo hoặc nốt ruồi 1 inch hoặc xa hơn. Chuẩn bị ống tiêm và insulin. Bước 1. Rửa tay bằng xà phòng và nước, sau đó lau khô. Bước 2. Nếu cần trộn insulin, hãy lăn nhẹ lọ giữa hai tay. Không lắc chai vì nó có thể tạo ra bong bóng trong insulin của bạn. Trước khi tự tiêm, kiểm tra insulin trong lọ để đảm bảo rằng đó là loại insulin mà bác sĩ kê cho bạn, không quá hạn sử dụng, không đổi màu và insulin không bị vón cục. Bước 3. Tháo nắp khỏi lọ insulin của bạn. Dùng khăn tẩm cồn lau sạch nút cao su trên miệng chai. Bước 4. Lấy ống tiêm ra khỏi gói. Đảm bảo sử dụng ống tiêm mới mỗi lần bạn tiêm insulin. Bước 5. Tháo nắp kim ra khỏi ống tiêm. Không chạm vào kim hoặc để kim chạm vào bất kỳ bề mặt nào và không sử dụng ống tiêm nếu kim bị cong. Một số ống tiêm có nắp đậy trên bít tông mà bạn cũng có thể cần phải tháo ra. Bước 6. Kéo bít tông lại để hút một lượng không khí tương đương với liều insulin của bạn. Bước 7. Giữ chặt lọ insulin của bạn trên một bề mặt phẳng. Để kim qua lớp cao su trên miệng chai. Đậy bít tông để bơm không khí vào lọ insulin. Để kim tiêm trong lọ. Điều này giúp giữ đúng lượng áp suất trong bình và giúp hút insulin vào ống tiêm dễ dàng hơn. Bước 8. Với kim tiêm vẫn còn trong chai, lật ngược chai và ống tiêm. Bước 9. Kéo bít tông trở lại để làm đầy ống tiêm chỉ nhiều hơn một chút so với liều insulin bạn cần. Nếu bạn thấy bọt khí, hãy dùng ngón tay gõ nhẹ vào thùng của ống tiêm để chúng nổi lên trên cùng. Đẩy bít tông từ từ vừa đủ để đẩy hết không khí và lượng insulin bổ sung ra ngoài. Bước 10. Kiểm tra cẩn thận để đảm bảo lượng insulin trong ống tiêm phù hợp với liều lượng insulin của bạn. Rút kim ra khỏi lọ và cẩn thận đặt ống tiêm trên bề mặt phẳng, sạch. Đảm bảo kim không chạm vào bất cứ thứ gì. Tiêm insulin. Bước 1. Lau sạch vết tiêm bằng khăn tẩm cồn. Sử dụng chuyển động tròn để làm sạch một vết rộng khoảng 2 inch. Bước 2. Véo da một nắp gấp 2 inch ở vết tiêm đã được làm sạch. Bước 3. Giữ ống tiêm giống như một chiếc bút chì và nhanh chóng đưa kim thẳng vào da của bạn ở một góc 90 độ. Đảm bảo toàn bộ kim đi vào da của bạn. Bước 4. Đẩy hết bít tông xuống để tiêm insulin vào mô mỡ bên dưới da của bạn. Từ từ đếm đến 5 trước khi rút kim ra để đảm bảo rằng bạn đã tiêm hết insulin. Bước 5.
kéo thẳng kim ra ngoài để lấy kim ra. Bước 6. Vứt ống tiêm vào thùng xử lý vật sắc nhọn của bạn. Không bao giờ vứt ống tiêm hoặc kim tiêm của bạn trực tiếp vào thùng rác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin vui lòng đăng ký kênh. Hãy nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để bạn có thể nhận được các video mới nhất của chúng tôi.